Chào buổi sáng, trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Như đã chia sẻ thì miền Bắc và miền Trung ngày hôm nay sẽ có những điểm mà có thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt. Vâng. Vậy thì cụ thể hơn là như thế nào chị Hiền? Vâng ạ, những điểm mà nóng nhất chiều nay thì sẽ tập trung ở khu vực Mường La, Sông Mã, Yên Châu của Sơn La hay là Tương Dương của Nghệ An, Nam Đông của Thừa Thiên Huế với mức nhiệt ở quanh ngưỡng là 40 độ. Đây là mức nhiệt dự báo trong lều khí tượng thôi ạ, còn cảm nhận thực tế ngoài trời thì sẽ nóng hơn khoảng 2 đến 3 độ nữa. Các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ hay là từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên thì sẽ trong khoảng là từ 36 cho đến 39 độ. Khả năng sang ngày mai thì vùng nóng sẽ mở rộng sang cả khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ ở đây sẽ không cao bằng Tây Bắc Bộ và Trung Bộ vào khoảng là từ 35 đến 36 độ. Nhưng mà độ ẩm trong không khí cao trên 60% tạo ra cảm giác oi bức và rất là khó chịu. Vâng, thế còn thời tiết ở khu vực phía Nam thế nào chị? Vâng, phía Nam thì nắng nóng cũng gia tăng ạ. Và sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ trong khoảng là từ 35 cho đến 36 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, trưa và chiều nay trời nắng mạnh và cũng khá nóng. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, nhiệt độ là từ 30 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa hôm nay trời nắng đẹp, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Còn huyện đảo Trường Sa mưa vài nơi không đáng kể, gió nhẹ biển êm. Vâng, cảm ơn chị Thu Hiền về những thông tin thời tiết vừa rồi.